Các bạn vui lòng đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới hay và bổ ích hơn. Thì cách đăng ký như thế nào? Bạn chỉ cần nhấn vào mục đăng ký, đồng thời nhấn vào cái chuông ở dưới đây. Thế là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tạo cầu thang kiểu như vậy. Đó, các bạn thấy mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo nó như thế nào. Thì bắt đầu mình sẽ vào cái dạng thực tế để mình thực hành nó và tạo nó thực tế như thế nào. Nó qua cái dạng này. Thì đây mình sẽ có cái cầu thang như vậy. Bây giờ mình sẽ làm mẫu một cái cầu thang. Các bạn vừa bạn sẽ tự áp dụng cho tất cả cầu thang còn lại. Các tầng ở trên. Đúng không? Bây giờ mình sẽ đây. Khi mà mình có cái cầu thang này rồi đúng không? Thì mình sẽ vào cái tầng trệt. Không, vào cái tầng trệt của cái trúc. Đây. Đúng không? Mình vào tạo cái mặt cắt. Đó, cái mình go to view. Đó. Đây mình sẽ chỉnh cái thành người wireframe nè. Rồi mình chỉnh thêm cái pop x này. Không, 2 và chỉnh là 50. Apply. Đó, để mình nhìn thấy được cái cạnh này. Yeah, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ vẽ cái cụm này thôi, mình vẽ cái cụm thang này thôi, làm một copy gì đó. Thì mặc định là cái cầu thang là bạn cứ vẽ cái cầu thang ra bình thường. Đây mình sẽ bỏ hai đi. Đúng không? Mình sẽ ví dụ này mình sẽ vào cái mục group. Group thì là group by instruction nè, mình còn pick plan nè, thì mình sẽ pick cái plan dưới đây. Còn quay lại đây. Đây, mình sẽ để đây nè. Phải đúng không? Rồi mình sẽ rút instruction. Đó, chọn cái mặt này. Đó, chọn tầng trệt. Ok. Thế mình vẽ tiếp đây. Thì mình sẽ đẩy lên tới đây. Đúng không? Cái này luôn. Rồi mình sẽ vào cái group đó, mình tạo cho nó edit group nó, mình không phải group nữa mà mình chuyển nó là stair không, loại cầu thang không. Stair thì đây mình sẽ cho cái vật liệu của nó sẽ là một cherry đi, hoặc là wood không, wood cherry đi. Đó. Ok, đây mình cho là 5. 5 không phải, 50. 50 rồi. Ok. Ok, xong mình chỉnh ở đây đó là âm 300. Không, thì mình sẽ edit lại nè. Mình sẽ chỉnh cái này nè. À, âm là 250. Không. Tùy thôi, thì bây giờ cái này mình sẽ đây. Ở đây cũng vậy. Thì khi mà để 200 thì tất cả 200 hết. Rồi ok. Đó, mình được vậy. Xong mình lại tiếp tục. Mình bấm đây mình create similar nè. Create similar ok. Mình chọn mặt phẳng này. Đấy nè. Chỉnh từ đây. Đây. Thì đây bạn sẽ vẽ nó ở đây. Nó ở đây. Đây, đây. Rồi vẽ nó qua, qua. Đây. Rồi mình cứ về đó, mình bo nó lại là 200. Không. Mình cứ được là 200. Ok, trong đây mình chỉnh là 5 300. Giờ mình sẽ check coi
vào 3D mình xem nè. Không, đó, nó tạo được cái này, mình sẽ xem coi. Như thế nào? Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ xong đi. Rồi, ok, tiếp tục. Mình sẽ pick flat line đây. Chọn tầng. Rồi, thì có bao nhiêu tầng bạn vẽ hết? Không, chỉ khó xíu mà mình vẽ thì nó sẽ có một cái thang. Cái kiểu nó lại thang như vậy. Đó, làm bo lại. Đây, 100. Đó. Còn cái cách là như vậy rồi, các bạn cứ làm tiếp theo lên. Mình thấy không, mình đã vẽ gần xong rồi. Giờ mình sẽ so vẽ lên coi như thế nào. Rồi, mình sẽ cắt cái mặt này vô. Đó. Đó, cắt vô, tạm thời mình sẽ xem như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ những cái còn những nó cái nút thang cuối cùng á thì xem nó như thế nào, để biết như thế này. Bây giờ mình sẽ vào đây tiếp tục vẽ tiếp. Ở đây nãy mình nói âm 300 thì hình như là nó không hợp lý lắm với đồng hành giữa vì cái bản vật của mình á chỉ 250 thôi. Rồi mình xem thử coi. Không, đây giờ cái này đây là bên đây á, bây giờ mà quá mình sẽ thấy cái này như thế nào. Chứ cái loại này á thì mình sẽ lên mặt này hoàn quá là mình sẽ vẽ nó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ok. Xem ra để coi kiểm tra lại coi tại sao. À, mày vẽ được rồi, cũng vẽ lại bình thường thôi. Nãy chắc mấy cái đường này không có nhiều cách nên nó không tự vẽ. Rồi đây mình cho nó mở 20 thôi. Đó, thì tới 3
bạn content như thế nào đó, nó mỹ, nó đẹp. Nhưng cái này giống như kiểu phổ quá, không được. Rồi. Ok. À, có thể là đây là cái nguyên nhân. Cái cung này nó không... do là nó bo không có được, bự quá. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ lên cái dạng thang của mình. Để đây mình sẽ chia sẻ cái tường lên. Đó. Ở đây có cái ceiling không? Thì nếu như kéo ceiling vô đây. Không, cái ceiling vô nhưng mà cái sàn là như là kéo trên đây. Cái sàn này cũng phải dịch vô. Không, nó lại khá là cái kiểu cầu thang như vậy. Rồi thì nếu các bạn không rõ gì cứ để comment bên dưới và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.